Hồ Thanh Phong, chàng trai 25 tuổi sở hữu chiều cao khá ấn tượng, 1m71 với một thân hình đậm chất thể thao. Anh chàng nhanh chóng tạo ấn tượng với mọi người xung quanh, đam mê thể thao và nghệ thuật. Ngay từ ngày còn bé, Thanh Phong đã được gia đình, đặc biệt là ba của mình định hướng và rèn luyện theo con đường nghệ thuật. Bắt đầu với bộ môn Taekwondo từ ngày còn bé với niềm hy vọng mà ba đặt vào anh rất nhiều. Thanh Phong kể, ba thương và đặt hy vọng vào anh nhiều lắm. Ba hay bảo rằng, mày ráng đỗ đại học thì ba mất cũng vui lòng. Ba còn hy vọng vào Thanh Phong sẽ bước ra đấu trường thế giới để thỏa lòng mong mỏi của mình. Có lẽ niềm tin lớn lao cùng tình thương cao cả của ba đã truyền động lực giúp Thanh Phong kiên trì nỗ lực tập luyện để một ngày thỏa lòng mong ước của người ba quá cố của mình. Và có lẽ cũng vì điều đó đã giúp anh đạt được nhiều giải thưởng cao quý trong bộ môn Taekwondo như huy chương vàng giải Taekwondo bãi biển thế giới tại Hy Lạp, huy chương bạc giải quân sự thế giới tại Iran, huy chương đồng giải đại hội sinh viên thế giới tại Đài Loan, huy chương vàng giải vô địch châu Á, huy chương đồng SEA Games tại Malaysia, huy chương vàng giải vô địch quốc gia nhiều năm liền, có hơn 70 huy chương cho các hạng mục thi đấu khác. Không những thế, anh chàng Thanh Phong của chúng ta còn là gương mặt nổi tiếng trên các chương trình truyền hình và phim điện ảnh như Quý ông hoàn hảo, Người bí ẩn, Chuyện đêm muộn, Trời sinh một cặp, Ca sĩ tranh tài, Ca sĩ giấu mặt, Đấu trường võ nhạc, 100 giây rực rỡ, Người ấy là ai, Bữa trưa vui vẻ, Mình ăn trưa nhé, Bữa cơm cho mẹ, Siêu sao ẩm thực, phim điện ảnh, Gạo chợ nước sông, Thượng khấu. Wow, quả đúng là một chàng trai vạn người mê đúng không nào? Tài năng, điển trai là thế, nhưng Thanh Phong chỉ mới trải qua một mối tình cách đây 5 năm. Sau một năm yêu nhau thì bạn gái quyết định đi du học. Vì muốn bạn gái chuyên tâm sự nghiệp nên Thanh Phong đã quyết định dừng lại. Chia sẻ về mẫu bạn gái tương lai, Thanh Phong hy vọng sẽ tìm được một người cao tầm 1m70, cá tính nhưng cũng phải biết hiền dịu lúc cần, sống tình cảm và biết tâm lý tinh tế trong cuộc sống. Wow. Ôi anh ơi, em bị choáng ngợp luôn mọi người. Em bị choáng ngợp. Dạ, choáng ngợp với một số thành tích chứ không phải là một vài thành tích nữa. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với nam chính ngày hôm nay, Hồ Thanh Phong. Phong ơi, hôm nay gặp Phong ở đây anh cũng bất ngờ đấy. Cứ tưởng rằng là mình đã đâu đó có một cái mối tình thật là hạnh phúc ha, với một cái cô nàng thật là xinh xắn lộng lẫy. Hôm nay hãy cho biết lý do vì sao em đứng tại đây. Dạ thì lần đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình Cho Phép Được Yêu. Em chào anh Phương Hiếu, em chào chị Tuyền Mập và em chào bốn gia đình. Dễ thương quá. Dạ. Em tên là Hồ Thanh Phong, hiện em đang là một vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời là một kiện tướng Taekwondo quốc tế. Lý do mà em đến với tham gia chương trình này á, thì em nghĩ là tình yêu của em á, nó rất là lận đận. Rất là lận đận. Nhìn em vậy thôi chứ là rất lận đận. Em thích người ta, nhưng người ta chả thích em. Người ta thích em rất nhiều, em lại chả thích người ta. Nên là ngày hôm nay em chắc là có một cái duyên gì đó sắp xếp em đến với chương trình này. Để tìm một cái người thật sự là em yêu người ta mà người ta cũng yêu em. Dạ, cho anh hỏi con bé nào nó khờ mà em thích đó, mà nó không thích em vậy? Bé nó làm sao? Con bé nó như thế nào? Em cũng không biết nữa. Em cứ tối ngày em cũng suy nghĩ, nằm ngủ em cũng suy nghĩ. Lý do mình cũng đẹp chứ. Vậy hay em là mình cũng suy nghĩ mình cũng đẹp từ đó em. Dạ. Em cũng Hàn Quốc nữa. Rồi Hàn Quốc luôn hả em? Dạ. Xong rồi không ngờ nha, mình vừa đẹp trai mình vừa khiêm tốn như vậy là tốt nha em. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao là cái cuộc đời em nó lận đận thế. Nó lận đận tội nghiệp em thật sự. Dạ. Thưa quý vị, nôm na để giới thiệu cho quý vị khán giả dễ hiểu hơn, Hồ Thanh Phong là một vận động viên thể thao thành tích cao của Việt Nam. Em được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ để đi giành lấy những cái huy chương danh giá ở những đấu trường quốc tế. Dạ. Em cảm ơn anh Phương Hiếu. Và đến hiện tại thì bộ sưu tập của Phong đã lên đến hơn 70 huy chương các loại lớn nhỏ rồi. Dạ. Chứng tỏ rằng đây là một quá trình rất là dài để rèn luyện, mài dũa để có thể biến một con người bình thường trở thành một con người phi thường để làm những điều kinh dị. Tại vì sao? Thưa quý vị, đi đánh võ, quý vị thấy ở trên clip không ạ?
đi đánh võ và đấu với các nước bạn. Việt Nam này bắt đầu từ lúc hội nhập và tổ chức những cái đợt SEA Games đầu tiên đến nay là một bước phát triển rất dài của thể thao, và Hồ Thanh Phong là một trong những phần trong một chặng đường rất là dài, vinh quang và vẻ vang của thể thao Việt Nam. Hôm nay mình đến đây với gia đình của mình gồm những ai? Dạ, hiện tại là em đến đây với gia đình mẹ em. Mẹ em? Dạ, với một chị em có thể nói là em dùng 5 từ để diễn tả thôi. Buồn, vui, xui, tình, bạn. Buồn em cũng gặp chị, xui em cũng gặp chị. Mà vui không gặp chị? Không, vui vẫn gặp luôn. Vui vẫn gặp. Tình thì là những cái tình cảm gì em cũng đều chia sẻ. Và bạn thì em coi như là một người bạn của em. Còn em đến đây với một người em trai cũng khá là thân. Và em trai đó cũng không khác gì em, tình yêu cũng lận đận giống như em vậy. Dạ, nãy giờ em đứng trong đó, em có suy nghĩ những câu thơ cho em xin phép gửi đến bốn bạn kia. Thôi chết rồi, thả thính ngay từ đầu luôn rồi. Em xin được phép nha. Nhưng mà em phải cam đoan với anh, sau khi em thả thính thì ở trên phòng trời đó bốn bạn không làm gì nhau nhé. Dạ, ok. Bắt đầu. Cảm ơn bốn bạn nhiệt tình hôm nay đã đến chương trình Dì Phong. Ra đi ở lại vẫn mong. Mong sao ta sẽ nhớ nhau suốt đời. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.